anh làm gì mà gọi mãi nghe máy thế? Đang Paris á? Paris của anh đây à? Anh nóng chảy mỡ ra bởi vì anh mày ôm con rô mày sống cuối lọ này đúng không? Thời buổi gì mà các loại trà xanh tiểu tam dám vênh mặt lên như thế hả? Không biết nhục à? Em, anh trả lời đi. Nó có cái gì hơn tôi? Ngoài già hơn và xấu hơn hả? Ừ, thì cứ cho là tôi già hơn và xấu hơn đi. Thế còn cô thì sao? Đẹp hơn, trẻ hơn, có mất chồng à? Trời ơi, nói đi. Con hổ ly này. Mày, ôi. Thằng người yêu chị là cái thằng khốn nạn. Nó chỉ coi phụ nữ là một món trang sức thôi. Mỗi lần về Việt Nam là nó lại cặp với một người khác. Chỉ chết vì nó mà xứng đáng à? Hả? Tôi không chết vì nó. Liêu! Tôi không bao giờ chết vì cái thứ tình yêu bao bạn đấy. Trái tim của tôi đã chết đi một nửa khi mà tôi phát hiện ra nó dạn rồi rồi. Nhưng mà tôi xấu hổ lắm. Tôi không dám đối diện với ai. Bố mẹ cũng nhục vì tôi. Đến con tôi nó cũng ghét tôi à. Thế chị nghĩ là chị chết đi, gia đình chị sẽ yên ổn à? Nhưng mà không có tương lai. Có biết sao tôi không có gì? Bây giờ tôi chết đi. Xuống đây, đánh cho chặt. Tiểu tam, tiểu tam, cướp chồng người khác này, cướp chồng người khác này. Úi xời, thằng khốn, mày muốn hết rồi à? Ủa hả? Này, cô làm trò gì đấy? Làm trò gì à? Để, làm trò gì à? Để tôi dạy cho con tiểu tam biết. Đừng có mà nằm ngửa sân. Tiểu tam, 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 che mặt này, đánh vào mặt nó. Chết chưa? Đánh vào mặt nó. Thấy chưa? Cướp chồng người khác này, cho chén này. Cướp chồng người khác này, biết gì đâu. Cướp chồng người khác này. Cứu à? Mặt đi đồng đi. Trà sát này, cướp chồng này, cướp chồng người khác, cướp chồng người khác. Tiểu tam này, mặt cướp. Thôi, đừng đánh người ta nữa. Cướp chồng người chồng này, cho chén này. Cướp chồng cho biết gì đâu. Cướp chồng người khác này. Cứu à? Cướp chồng đi. Trà sát này, cướp chồng này, cướp chồng người khác. Đừng làm gì. Mày thật là nhát thôi. Đi ra. Chạy ra, tôi bảo công an đấy. Ai cứu mà. Đưa vào về ạ. Thôi, về nhà rồi nói chuyện. Về thôi tụi bay. Thế rồi cái ngày tôi lấy chồng, anh đã nói với tôi là em chỉ cần làm bà hoàng của anh thôi, còn cả thế giới này thì để anh lo. Nhưng mà hoàng hậu thì cũng có ngày bị phế truất, có đúng không? Chị nhìn người không được tốt lắm. Rồi cái ngày mà anh ta ngoại tình ấy, ai cũng khuyên tôi là nên bỏ qua đi. Tại vì đàn ông thì ai cũng ngoại tình hết, chỉ có khác nhau là có bị phát hiện ra hay không mà thôi. Nhưng mà tôi nhất quyết không bỏ qua, bởi vì tôi ghét cái bọn ngoại tình lắm. Tôi tin là tôi có thể tự nuôi con một mình vẫn tốt được. Nhưng mà bây giờ tôi thất bại rồi. Tôi cũng là một kẻ ngoại tình. Nghe chuyện của tôi thì mệt mỏi lắm đúng không? Chị cứ nói đi. Nói ra thì mới nhẹ lòng được chứ. Bao người này rồi mà bố mẹ tôi vẫn mệt lo cho tôi. Thì chịu nhục vì tôi. Nhưng mà lỗi là lỗi của tôi. Tại tôi quá tham lam.
Tôi biết hết tất cả mọi thứ nhưng mà tôi không dừng lại được. Tại vì lúc nào tôi cũng nghĩ rằng nếu mà cuộc đời của tôi có anh ta thì tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi thất bại rồi. Sai một lần không có nghĩa cuộc đời này không đáng sống. Đừng có vì vài ba cái lời nói linh tinh của xã hội mà mất đi niềm tin của bản thân.